Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mời các bạn cùng xem con Komatsu PC200-8 này đang xúc cát lên con hổ bồ 4 chân, để xem là sau khoảng bao nhiêu phút thì nó có thể xúc đầy được con 4 chân này. Hiện tại thì mình đang có mặt tại một cái chân núi. Phía trước các bạn, cái đường mà nó chạy dọc kìa, nó màu trắng từ đỉnh núi chạy xuống là cái thủy điện Đa Nhiêm. Chỗ này nó đang thuộc của sông Pha Ninh Thuận các bạn. Qua cái quả núi bên kia thì nó lại thuộc vùng đất khác của bên phía Đà Lạt rồi. Sang bên đấy thì thời tiết mát, còn ở bên này thì thời tiết đang rất là nắng. Vậy nên là anh ở đầu nguồn em cuối nguồn đấy, đầu nguồn thì mưa to gió lớn, còn cuối nguồn thì là nó bình lặng. Toàn bộ cát đây thì được xe người ta vận chuyển từ bên Ninh Thuận này sang phía bên Đà Lạt các bạn nhé. Con xe kia là con hổ bồ 4 chân. Con này là thùng nguyên bản, thùng zin đấy, chứ không phải là xe độ đâu. Thông thường như ở ngoài Bắc mình ấy, những con hổ bồ này đi xúc trung chuyển hay là đi săn lấp ấy, thì cái thành của nó ấy, nó cơi lên rất là cao, cực cao luôn. Nhưng mà con này thì đang sử dụng là cái thùng nguyên bản, thùng zin. Cái thùng zin của con này thì chắc phải được 18-19 khối gì đấy, còn cơi lên thì nó còn nữa các bạn. Tuy là thùng zin nhưng mà khi mà chạy thì rõ ràng vẫn là phải hun cát đầy lên như cái ngọn ấy. Con này là trừ 8, điều hòa đầy đủ. Duy nhất là mùa này thì nó có nắng, nhưng mà thời tiết nó không đến nỗi là gay gắt như mùa hè ngoài miền Bắc mình. Cộng với nó ở phần chân núi này nên là nó có cái không khí của bên Đà Lạt xa, nên là khá là mát. Vì vậy nên bác tài chúng ta không sử dụng điều hòa các bạn. Dòng này mà đi tát đất rồi xúc cát lên xe thì không phải bàn cãi rồi, rất là nhanh. Nhất là thùng này là thùng zin nữa, tạt một tí thôi là đã xong rồi. Con này đứng cặp hông xúc thì không phải bàn cãi gì rồi, cực nhanh luôn. Đấy, xúc ngay chân đằng sau. Nếu như mà tính cái thời điểm xúc mà không phải di chuyển ngó xúc chỗ nào thì mình nghĩ con này chắc khoảng 4 đến 5 phút thôi là đầy. Nhưng mà do là cần phải ngó xem là đứng ở chỗ nào, xúc đoạn nào để còn lấy đường đi lại, nên là nó sẽ mất thời gian nhiều hơn một chút. Đấy, đi làm nhà dân thì cảm giác con này thì nó quá to, nhưng đứng ở bến bãi, đứng ở bờ thì không xi nhê gì các bạn. Thi thoảng nó có lẫn những cái hòn đá to và những cái phần rác nên là phải lọc bỏ ra ngoài, vì vậy nên là nó hơi lâu một chút. Phải loại bỏ những cái rác đi nên là nó hơi tốn thời gian. Đấy,
sẽ thấy là cái thử điện kia thì nó thu điện ở dưới này, và đây là một tổ máy để sản xuất điện. Rải phải đều, cát tiếp xúc phải chan bờ. Đây, đây thì quá rộng luôn các bạn, đây là những cái núi cát khổng lồ luôn. Đấy, theo như dự đoán của mình hồi nãy thì khoảng 5 phút là xong, nhưng bây giờ nó đang khoảng 6 phút rồi các bạn ạ. Cái máy này đang xúc với cái tốc độ chậm rãi, không gọi là quay tít đầu mùa nên là nó sẽ lâu hơn một chút. Đây là kiểu bới cát tìm vàng này các bạn này. Mùa đông thì nhặt đồ, mùa đông thì san cát, và một ông thì đứng chỉ. Bới cát tìm vàng đây các bạn ạ. Đấy, vàng đấy. Cũng vẫn chưa đầy. Chắc phải tầm 2 cầu nữa. Ôi ôi, cục kìa. Đấy, cục vàng đấy, to như thế. Bỏ nó phải tràn ra hai bên hông cho nó đều các bạn. Đấy, theo như số liệu thống kê thực chất ngoài đây thì sau khoảng đâu đó 9 phút các bạn ạ, vừa xúc vừa lọc vừa dọn vừa bới thì bác tài của chúng ta đã xúc và hoàn thiện xong một xe cát, một con hổ cổ 4 chân, không đến nỗi là quá nhanh các bạn ạ, vì là vừa lọc mà vừa phải chỉnh chọn rồi còn tìm chỗ nào sạch nữa, nó hơi lâu. Rồi, như vậy là đã xong. Video của mình hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Đẹp trai luôn.